Mọi người dừng lại ạ. Dần lên phía trên, lát nữa chúng ta sẽ lên trên đứng để chụp ảnh cùng với các vận động viên và chúng ta sẽ chụp ảnh cùng với các huấn luyện viên của City Team và... Được mang đến giải chạy trong buổi tối ngày hôm nay, con đầu tiên xin được trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các chiến lược, các đảng bộ vận dụng, ngân hàng VP Bank cùng các nhà tài trợ đã đem đến rất nhiều những hỗ trợ dành cho các động viên của chúng ta. Một đội đoàn đêm rất tuyệt vời ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong một không khí, một nền nhiệt cũng rất là thuận lợi buổi tối ngày hôm nay. Thành Dương lưu ý là đối với các elite thì chúng ta cũng di chuyển dần lên trên hàng đầu ạ. Tôi xin thông báo lại là với các vận động viên elite, những vận động viên có cơ hội tranh huy chương, tranh thứ hạng trong và xếp hạng chung cuộc. Xin mời tất cả mọi người, chúng ta sẽ di chuyển dần lên phía trên, lên hàng đầu ạ. Theo quy định của ban tổ chức thì trong top 5 chung cuộc chúng ta sẽ tính theo rank tham. Và với những vận động viên chúng ta tranh giải thưởng của hạng mục lứa tuổi, chúng ta sẽ tính theo chip tham. Chào các vận động viên của mình đi 42 km, tay của mọi người đâu ạ? Trái thấy tay của mọi người đi ạ. Rồi, các vận động viên 42 km đã chờ đợi rất lâu rồi. Trước khi chúng ta bắt đầu phần warm up của các vận động viên đến từ CTV thì xin mời các mọi người chúng ta sẽ cùng chào với ông chủ của chúng tôi ạ. Nào, xin mời mọi người ạ, hãy giơ tay lên ạ. À, 42 km là căng thẳng nhất, hồi hộp nhất đấy. Thôi, xin mời các huấn luyện viên của CTV sẽ có một bàn hoàn chỉnh, hoàn chỉnh. Tổng đồng đồng phương mắc cho tất cả chúng ta. CTV xin chào rất nhiều nha. Ok, mọi người sẵn sàng sẽ chạy hôm nay cho mọi người hả? Ok, em biết là 42 cây là pro không ạ? À? Ok, nhưng mà 42 cây, 5 cây, 20 cây thì mình cũng phải quan chứ đi chạy đúng không ạ? Đồng ý không ạ? Hãy vô đây! Ok, mình đi nhá, con ốp đi chơi. Tay đâu hả, tay đâu hả, tay đâu hả? Ok, ok. Nắm lên nha, đẹp ơi. Ok, ok, ok. Mình nắm lên, mình nắm lòng bàn tay là xoay từ trong ra ngoài, từ trong ra ngoài. Cổ chân luôn đúng không? Ừ, là cổ chân luôn đúng không? Quan trọng. Đây, chân phải. Sau đó chân trái, cổ tay luôn, cổ chân luôn. Đây, em 42 cây là đồ hơn, em sẽ không ốp nhiều hơn, ok. Tay này nắm cái cổ tay kia, kéo dài
còn có còn thấp bài từ sau ra trước ơi thật nghe nghe tôi chim nghe đảm bảo phần thớt của mình qua móc đủ nó để chạy vào hơn đúng không, ra sau ơi thấp không chân phải chân trái nâng lên rồi mở nhẹ nó sang bên hông ào chân phải rồi chân trái rồi chân ok hai lần nữa bao kéo gót về bao kéo gót về bao hơi ổn từ chút xíu đảm bảo hơi thở đều đặn đúng không, hết mỗi thở thì mình tập 42 ngày rất là dài luôn mình là super rồi ơi nhẹ mũi chân về trước bao tại chỗ rồi mũi chân nhẹ về trước ao em cần nghe tiếp sau